Những đám cưới hy hữu khiến cho mọi thứ đình đám xa hoa phải chạy dài. Không hôn lễ tiền tỷ hay đình đám xa hoa, những đám cưới cực đơn giản bình dị này lại trở nên vô cùng nổi tiếng bởi những sự cố hy hữu. Toàn bộ khách mời trùm áo mưa ăn tiệc cưới ở Hưng Yên. Cách đây ít ngày, hình ảnh các khách mời trùm áo mưa đội ni lông cầm ô che khi tham dự một tiệc cưới ngoài trời đang thu hút sự quan tâm của độc giả mạng. Chia sẻ cho thấy tiệc cưới được chủ nhân đầu tư công phu, sang trọng với cả hệ thống sân khấu, loa đài, đèn chiếu chuyên nghiệp. Nhưng người tính không bằng trời tính, nếu như không có cơn mưa phá bệnh, có lẽ đây sẽ là một đám cưới lãng mạn độc đáo. Chia sẻ với phóng viên Facebook Đắng Cay, người đăng tải các hình ảnh trên đây. Đây là đám cưới của một vị lãnh đạo tập đoàn nơi anh làm việc. Đám cưới được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 vừa qua ở sân của một nhà máy thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trước giờ tổ chức hôn lễ, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa như trút nước khiến cho toàn bộ tiệc cưới ngoài trời sang chảnh, phút chốc trở nên ngổn ngang và ướt nhẹp. Đám cưới tất nhiên không thể trì hoãn, vì thế khách mời chủ yếu là cán bộ công nhân viên của nhà máy mặc cơm lê, váy đẹp, đã phải mặc áo mưa, cầm ô, ăn cổ, chúc mừng cô dâu chú rể. Những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút rất nhiều bình luận. Một người dự đám cưới chia sẻ, tiệc cưới tổ chức ngoài trời nên mưa đổ xuống bất ngờ, khiến cho người nhà không trở tay kịp. Mọi người đành đội mưa ngồi ăn, chỉ có bàn khách VIP mới chơi đạp nhỏ. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cô dâu chú rể vì bữa tiệc trong mơ bị phá hỏng do thời tiết xấu. Tuy nhiên bù lại họ cũng được an ủi là khách mời nào cũng tươi cười rạng rỡ, chẳng vì cảnh đội mưa mà quên chúc phúc cho cô dâu chú rể. Dù phải lấy giấy báo, bìa cạc tông để che xôi, che thịt gà cho khỏi ướt, ăn uống cũng khổ sở vì nước mưa đầy mặt, nhưng ai cũng hớn hở trong ngày vui của chủ nhân tiệc cưới. Cô dâu sinh con trong ngày cưới của chính mình, sinh con ngay trong ngày cưới của mình. Mới nghe qua ai cũng giật nảy mình, nhưng đây là một chuyện hoàn toàn có thật và đã xảy ra vào ngày 14 tháng 5 tại tỉnh Nghệ An. Được biết, giờ trước dâu trong lễ cưới của chú rể Bùi Đức Dương, 24 tuổi và cô dâu Hoàng Thị Hà, 22 tuổi, được ấn định là 10 giờ sáng. Nhưng chỉ 8 giờ sáng cùng ngày, anh Dương nhận được điện thoại báo vợ tương lai đã vỡ ối, bắt đầu chuyển nhà, trong khi theo dự sinh phải 1 tháng nữa em bé mới chào đời. Dù sự việc xảy ra bất ngờ, nhưng được đón đứa con đầu lòng chào đời ngay trong lễ cưới của bố mẹ đã mang lại cho gia đình hai bên vui, song hỷ, lâm môn. Gạt những lo lắng ban đầu, chú rể và người nhà tức tốc sang nhà gái ở Nam Đàn, không phải để rước dâu mà để đưa cô dâu mới đi đẻ. Tình huống bi hài xảy ra, cả làng ở nhà đến ăn cỗ, nhưng chẳng có sự hiện diện của cô dâu chú rể, nhân vật chính bữa tiệc. Đoạn clip ghi lại cảnh chị Hà húp bát cháo nóng lấy lại tinh thần sau ca sinh bất ngờ được cô em gái chú rể đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người xem. Dân mạng cảm thấy ấm lòng trước hình ảnh hai bên nội ngoại cùng bà con làng xóm hụt ăn cỗ, hụt tươi cười hạnh phúc đón nàng dâu mới trở ra từ phòng sinh sau ca vượt cạn thành công. Bé gái chào đời nặng hơn 4kg. Hai đứa cũng tiếc không được tổ chức đám cưới, nhưng có con hạnh phúc hơn nhiều rồi. Hạnh phúc nhân đôi thật. Xin chúc mừng. Tôi nghĩ các bạn đã có một kỷ niệm quý trong cuộc đời mà không phải dễ ai cũng có được. Thành viên Duy Xuyên chia sẻ niềm vui. Nguyễn Sĩ Thành nói, người đi ăn cưới thì chuyển từ mừng cưới sang mừng cháu. Nhìn đứa bé thật đáng yêu. Cặp đôi này biết cách kết hợp kỷ niệm ngày cưới vào ngày sinh nhật của bé. Đúng là lưỡng tiện, bái phục, thẳng mi ngưỡng mộ. Hai anh em sinh đôi làm đám cưới với hai chị em sinh đôi ở Cà Mau. Cách đây một năm, những bức ảnh hai cô gái sinh đôi lên xe hoa với hai anh em sinh đôi và cùng tổ chức lễ cưới trong một ngày đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người thích thú với đám cưới độc nhất vô nhị này. Hai anh em sinh đôi là Châu Diễm Kỳ, Châu Diễm Phong, 22 tuổi và hai chị em sinh đôi Lê Ngọc Huyền, Lê Huyền Trân, cùng 18 tuổi đã cùng kết duyên vợ chồng. Được biết đám cưới của hai cặp đôi song sinh này diễn ra vào ngày 12 tháng 5 ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Khi được hỏi gia đình ban đầu có bị nhầm lẫn giữa hai cặp song sinh không, chị CT giải thích, tuy diện mạo bên ngoài giống nhau, nhưng trong ánh mắt, nụ cười và những đặc điểm riêng có chút khác biệt. Mặt khác, gia đình mình tiếp xúc nhiều nên cũng dễ nhận ra hơn. Nhà mình có mua vòng tay tặng cho hai anh em Kỳ Phong, vừa làm kỷ niệm vừa để mọi người dễ phân biệt hơn. Diễm Kỳ anh lớn đeo tay phải, còn Diễm Phong nhỏ đeo tay trái, xem như đặc điểm để có thể phân biệt cho những người mới tiếp xúc. Sau khi xem những bức ảnh, cư dân mạng tỏ ra khá thích thú
Trước đám cưới hy hữu của hai cặp song sinh, mọi người đều ngỡ ngàng nhưng cũng không quên dành cho họ những lời chúc mừng hạnh phúc. TK bình luận: chúc mừng hạnh phúc hai cặp đôi nhé. Xem ảnh cưới của các bạn mà mình không phân biệt được từng cặp đôi luôn ấy. Bên cạnh đó không ít những bình luận hài hước: mình cũng có hai công chúa, sinh đôi. Nhà bạn nào có hai hoàng tử không? Hẹn làm thông gia nhé. Nhìn ảnh cưới của các bạn thật là hạnh phúc. Chúc mừng gia đình nhé. TB chia sẻ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.